Với những trường hợp mà sau khi mình sinh lần thứ hai, thứ ba thì cái cấu tạo với cái hình dáng của môi bé nó có thể thay đổi. Chính cái điều này có thể làm cho mình sẽ cảm giác thấy rằng là này là không được tự tin. Bạn nữ hỏi là môi bé của em bị thâm và dài so với thời con gái. Tuy nhiên dạo này em cũng bị ngứa vùng kín và có xuất hiện cặn trắng. Vậy em có làm thẩm mỹ và tạo hình môi bé được không? Với những trường hợp mà của bạn đang có những cái dấu hiệu viêm nhiễm, có khí hư, cặn trắng và cái khí hư đấy, thì thường thì khi bạn đến để chuẩn bị phẫu thuật thì bao giờ cũng sẽ được khám phụ khoa và bác sĩ Cường sẽ đặt một vị khám kiểm tra xem là liệu của mình nó có bị nhiễm trùng hay không, và cái khí hư đấy nó có ở mức độ nguy hiểm hay không. Nếu lượng khí hư ra một ít thôi thì mình vẫn có thể phẫu thuật được, nhưng trong trường hợp khí hư ra nhiều và nó đang có dấu hiệu viêm này, đỏ này, khó chịu nhiều thì thường bác sĩ Cường sẽ cho các bạn về để kiểu điều trị trước khoảng một tuần. Sau một tuần điều trị thì mình có thể hẹn lịch để đi phẫu thuật khám lại được. Với những trường hợp mà sau khi mình sinh lần thứ hai, thứ ba thì cái cấu tạo với cái hình dáng của môi bé nó có thể thay đổi. Chính cái điều này có thể làm cho mình sẽ cảm giác thấy rằng là này là không được tự tin, làm cho mình sẽ cảm giác thấy rằng là này là tôi muốn là có một cái hình ảnh của mình đẹp hơn trong mắt người yêu cũng như trong mắt bản thân. Thì cái việc này ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì tôi đang làm rất là tốt, và thường thì sau khi phẫu thuật xong, nếu là những cái trường hợp mà lành tốt thì cái môi bé nó sẽ, một là này là vẫn có cái hình dạng nhỏ gọn hơn, cân đối hơn. Thứ hai nữa là với những phương pháp phẫu thuật thì tôi sẽ tất cả đường cắt và đường khâu nó để cái nếp ra, vì thế nên là cái nguy cơ mà hình tạo sẹo rất là ít, và khả năng là này là có thể nói là này là khi mà sau làm xong ấy, thì mọi người nhìn vào cũng, hoặc là chính bản thân bạn nhìn vào cũng lại bảo là này là cái phẫu thuật này mình là này làm mà như là này chưa hề phẫu thuật. Chưa hề phẫu thuật không phải là này là làm mà xong nó không giống như là không làm, mà làm xong nhưng mà nếu mà nhìn vào là đã phẫu thuật rồi thì mọi người cũng sẽ không thể tin được, vì là hầu như là không có sẹo hay gì cả. Với một số bạn thì khi mà chưa hiểu kỹ về việc là cái phẫu thuật thẩm mỹ vùng kín mình cần làm những cái gì, phẫu thuật tạo hình âm đạo thì bác sĩ, hoặc là tạo hình hoặc tái tạo âm đạo thì mình làm gì, thì bác sĩ Cường xin có một cái chia sẻ kỹ hơn để mọi người có một cái hình dung rõ hơn là với những bạn mà sau sinh thường thì em bé nó đi ra ngoài qua đường âm đạo, chính việc là đầu em bé nó rất là to, nó to khoảng tầm gần 10 cm đi ra ngoài sẽ làm cho âm đạo của mình bị giãn rộng lại, giãn từ bên trong trong cổ tử cung mở rộng, xong rồi âm đạo nó giãn rộng ra, nó nong rộng ra, và cái điều đấy làm cho sau sinh xong cái kích thước âm đạo nó thay đổi rất là nhiều. Những bạn sinh thường một lần thì có thể kích thước thay đổi không nhiều lắm và cái sự cảm nhận nó không rõ ràng lắm, nhưng với bạn sinh thường lần thứ hai thì cái sự cảm nhận thường nó sẽ rõ ràng hơn, và các bạn ấy sẽ hay bị cái tình huống là này, một là quan hệ mà không có cảm giác gì cả, hoặc cái thứ hai là này là quan hệ mà cảm giác thấy là tiếng cứ ọp 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 người to, vì cái này là nó có thay đổi giữa kích thước của bên trong và bên ngoài, nó gây nên tình trạng đấy. Thì cái phẫu thuật thu hẹp âm đạo nó sẽ giải quyết được vấn đề là như này: bao giờ bác sĩ Cường cũng sẽ phải làm bóc tách toàn bộ cái thành âm đạo, thành sau âm đạo từ bên ngoài vào tận đến sát đến cổ tử cung. Sau khi bóc tách xong thì mình sẽ cắt bớt những cái vạt da thừa đi, ví dụ như là mình sẽ tổng thể toàn bộ cái kích thước âm đạo sau khi mà này các bạn ấy cho khoảng tầm 3 đến 4 ngón tay cho vào vẫn thấy nó rộng rãi, vẫn thấy nó vừa, thì sau khi mà làm xong ấy, thì đưa một ngón tay vào đã thấy các thành âm đạo nó bám sát vào ngón tay rồi, và không phải là này chỉ có mỗi một tí ở cửa ngoài âm đạo mà toàn bộ cái lòng âm đạo đưa vào tận cổ tử cung thì nó vẫn bám sát vào lòng ngón tay. Và thực ra là các bạn sẽ bao giờ cũng sẽ tự cảm nhận được cái điều đấy khi mà mình sau phẫu thuật khoảng 3 tuần, thường là cái 3 tuần thì nó hay có hiện tượng là này có tiết dịch hay bị viêm âm đạo, thì lúc đấy bác sĩ Cường sẽ cho các bạn đặt thuốc. Cái việc đặt thuốc thì tự mình là một cái cách mà tự mình sẽ kiểm tra được xem là cái ống âm đạo của mình hiện tại bây giờ tình trạng nó như nào, nó nhỏ lại như nào. Các bạn lúc thấy là này là có thể đặt cái viên thuốc vào nó sẽ khá là khó khăn. Hoặc là một số bạn khác thì sau làm xong ấy, ngày xưa thì dùng cốc bột san, dùng cái size L, đến bây giờ mà dùng cái size nhỏ nhất vẫn cảm giác thấy là này là nó khó lắm, đưa vào xong rồi nó khó đưa ra lắm. Khi mà phẫu thuật tạo hình âm đạo ấy thì cũng giống như bất cứ phẫu thuật thôi, chả có phẫu thuật nào là không bao giờ có biến chứng cả. Nhiệm vụ của các bác sĩ, nhiệm vụ của bệnh viện phụ sản luôn luôn là này là hạn chế tối đa những cái nguy cơ, những cái biến chứng có thể xảy ra. Ở đây thì bác sĩ Cường cũng có thể kể một số cái biến chứng mà nó có thể gặp sau những cái phẫu thuật ở dưới vùng kín âm đạo, ví dụ như là này là phẫu thuật gây khi khâu cái âm đạo vào thì
cái việc mà cầm máu nó không tốt dẫn đến tình trạng là chảy máu. Hoặc là một số trường hợp khác thì này là với bác sĩ mà người ta kỹ thuật bóc tách người ta không tốt chẳng hạn, có thể gây ra thủng trực tràng hoặc là này gây ra thủng cái cùng đồ sau đi vào trong ổ bụng, gây ra tình trạng nhiễm trùng, hoặc là này là không khâu được, gây ra tình trạng là thành một cái lỗ thoát vị ở cái vùng đấy. Thì đương nhiên là này là kể ra cái phẫu thuật ở đây thì tức là này là các bác sĩ chúng tôi thì luôn luôn có những cái phương án, có những cái cách để làm cho những cái nguy cơ, những cái biến chứng đấy nó không xảy ra, và có thể hoặc là này là nó tối đa cái việc không xảy ra. Ví dụ đơn giản như này là khi bạn đến khám, bác sĩ bao giờ cũng phải yêu cầu là phải khám phụ khoa để kiểm tra xem là âm đạo của bạn hiện tại có viêm nhiễm gì không. Nếu mà có viêm nhiễm tức là này là phải lùi lại, chưa làm được, tại vì nếu mà mình làm luôn ấy thì những cái nhiễm trùng, những cái viêm đấy nó sẽ có thể gây tình trạng này làm cho vết thương nó không liền được, hoặc là này là đưa những cái nhiễm trùng đấy đi sâu vào các cơ quan hoặc là đi theo đường mạch máu đi vào gây ra nhiễm trùng huyết. Vì thế nên đấy là những cái mà ví dụ như mọi người cũng mong muốn là này à đến phẫu thuật là được làm luôn, nhưng mà các bác sĩ thì bảo là này là bao giờ là này là bạn phải đến trước để gặp bác sĩ trước, khám kiểm tra trước, nếu đủ điều kiện thì bác sĩ mới làm. Và các bạn cứ yên tâm là này, thực ra là các bác sĩ nào cũng mong muốn là này là giúp cho các bạn được làm luôn, được phẫu thuật luôn. Nhưng mà này, bao giờ cũng ngoài việc là phẫu thuật luôn, làm luôn thì cũng phải đặt ra tiêu chí là này an toàn lên hàng đầu. Vì nếu phẫu thuật mà không an toàn chẳng hạn thì làm xong mà lại biến thành từ một cái người bình thường mà lại biến thành một người mà bị có những tai biến, bị tàn tật thì lại còn nguy hiểm hơn. Và vì đấy cũng là luôn luôn là một tiêu chí của bệnh viện, đấy là an toàn.